Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 390 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ bên trong tiên đình, Càn Khôn lão tổ trầm giọng nói với các đạo quân đạo tôn: "Chúng ta thế yếu nhưng có nhiều cường giả, chỉ tính thiên môn đã có 16 đạo tôn rồi, lại cộng thêm hai đạo tôn Vạn Vật Khổ Hạnh, bốn đạo tổ như Kế Đô, Hồng Quân, Bỉ Ngạn, thực lực đỉnh cao nhiều hơn bọn họ rất nhiều. Thế nhưng thực lực tầng chót của chúng ta lại thua xa bọn họ, dễ bị quét sạch. Bây giờ ta chia các vị ra làm 9 đường, 9 đại quân đầu đuôi nối nhau, công đầu thì đuôi phòng, mà công đuôi thì đầu phòng. Vậy là sẽ phá thế lo đầu, không thể lo đuôi của bọn họ. Nhưng phải tránh cho quân đoàn chinh chiến, nếu không các đại quân phe chúng ta sẽ bị đánh cho tàn phế. Các vị hãy giữ thế thủ là không đáng lo. Thừa dịp giao chiến hạ cục thủ lĩnh, chém đạo quân đạo tôn, điều khiển đại quân là sẽ phá thế cục. Nhưng đây cũng chỉ là kế tạm thời. Nếu viện quân của bọn họ đến thì chúng ta sẽ thua tan tác thôi." Trong tiên đình, các đạo quân đạo tổ gật gù. Khổ Hạnh giáo chủ khẽ thở dài: "Hey, Càn Nguyên, Mông Tốn, Tử Hàm đều là đạo tôn rất mạnh. Thái Nhất, Ngọc Kinh, Huyền Đô lại càng là đạo tôn, thực lực tuyệt đối kinh người, dưới tay có đạo quân trợ giúp. Đặc biệt là Thái Nhất, thực lực nổi bật trong đạo tôn, mạnh còn hơn ta. Chỉ Phục Xá giáo chủ địch lại nổi. Dưới tay Ngọc Kinh đạo tôn có khá nhiều đạo quân, tự nhiên Thái Chân cũng nghe theo hắn điều khiển. Viện quân này kéo đến thì về mặt cường giả không yếu hơn chúng ta. Quan trọng nhất là Huyền Đô, là ân sư của Tịch Ứng Tình." Vân Liên Nữ Đế nhìn Tịch Ứng Tình do dự giây lát nói: "Bình Thiên lão tổ, Huyền Hoàng lão tổ cũng có liên quan với Huyền Đô tạo hóa đạo quân. Huyền Đô và Thiên Tôn lại lão gia quen biết thân thiết với nhau. Càn Nguyên, Mông Tốn, Tử Hám cũng rất thân với Thiên Tôn đại lão gia. Thiên quân, tiên quân dưới tay bọn họ quen biết với chúng ta. Nếu đánh nhau thì ta e rằng..." Tịch Ứng Tình im lặng thật lâu, ngước lên nói: "Nếu gặp sư phụ Huyền Đô, ta sẽ tạ ơn sư phụ, sau đó dốc hết sức chiến đấu, sẽ không nương tay chút nào. Còn sống chết ra sao thì tùy theo số trời vậy." Vân Liên tiên triều, đại chiến căng thẳng tùy thời bùng nổ. Đây không phải là thời cơ tốt để đánh nhau. Cường giả dưới tay đế và tôn và phe đại la thiên, nếu sống mái với nhau thì đám đạo quân đạo tôn đến từ đạo quân điện sẽ nhặt của hời. Mặc kệ phe nào thắng đều sẽ hao tổn nguyên khí rất nhiều, tuyệt đối sẽ bị đạo quân đạo tôn, đạo quân điện san bằng. Nhưng mối thù giữa hai bên đã gieo xuống, quỷ bà thiên chết hay cái chết của Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ đã định trước, không thể tránh khỏi các trận ác chiến này. Phục Xá giáo chủ ra lệnh cưỡng chế 9 đại quân không ngừng áp sát. Viện quân của Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế, Thiên Linh thống lĩnh đến đầu tiên. Càn Nguyên đạo tôn, Ngọc Kinh vong tỉnh tiên đế, Huyền Đô tạo hóa đạo quân cách Vân Liên tiên triều không xa. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, các đại quân Vân Liên tiên triều cảm thấy áp lực rất nặng nề. Vân Liên tiên triều này không biết còn lại bao nhiêu người đánh trận cuối. Lúc này bên trong ma giới, La Hầu La Ma Đế, Linh Nữ, Đại Diễn Cổ Thần, Luân Hồi Đạo Tôn, Trọng Hòa Đạo Tôn cũng chú ý kỹ linh quang phân thân của Giang Nam. Đây là cuộc chiến liên quan đến thắng thua tồn vong, đại chiến căng thẳng tùy thời sẽ xảy ra. Đại chiến Vân Liên tiên triều đã đến. Phục Xá giáo chủ thống soái 9 đại quân va chạm với đại quân Vân Liên tiên triều, đại chiến bùng nổ, máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Trận chiến này đánh nát vô số ngân hà, đất lún. Hai phe dù là thiên quân, tiên quân hay đạo quân, đạo tôn đều tham gia vào trận chiến. Lại có Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế tấn công, Vạn Vật đạo tổ ra trận. Thái Nhất tu thành Thái Nhất Tiên Thiên đạo cảnh, là cường giả số 1 dưới tay đế và tôn. Hai phe tung hết thủ đoạn ra,
giết đến trời sụp đất nứt. Trận chiến của hai đạo tôn phải nói là hấp dẫn nhất từ ngàn vạn năm nay. Dù là hai tồn tại gần với thiên tôn, khí thế kinh thiên động địa, đánh chìm lục địa vũ trụ tiên giới, ánh sao cũng phải rơi, các tinh hà trên bầu trời bị dao động, trệch khỏi quỹ tích rơi xuống. Giờ phút này, vô số mặt trời ngôi sao to lớn, không gì sánh bằng, rơi như mưa xuống đại lục tiên giới, kéo đuôi lửa dài. Các tiên châu bị các vì sao rơi phá hủy, vô số sinh linh thương vong. 3.000 tiên châu tiên giới bởi vì trận chiến của Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế cùng vạn vật đạo tổ mà bị tan vỡ, hơn 400 tiên châu. Thái Nhất Đạo Tôn và vạn vật đạo tổ đánh nhau hơn 1 tháng. Trên chiến trường khác, có các thiên quân, đạo tôn quyết đấu. Bao nhiêu tiên châu lún sụp, yêu tộc, thiên quân tử thương vô số. Mấy chục đạo quân chết đi, còn đẳng cấp tiên vương chân tiên thì chết nhiều không đếm xuể. Hôm nay sâu trong vũ trụ truyền đến tiếng vang trầm đục, thời không tiên đạo chấn động, một sóng tịch diệt kiếp tiền sử ập vào thời đại tiên đạo, là sóng tịch diệt kiếp thời đại linh bảo. Sóng tịch diệt kiếp thời đại linh bảo giáng lâm, cách sóng kiếp thời đại thiên đạo lần trước chưa đến được 3 năm. Đạo quân đạo tôn trong kiếp không biết chuyện gì xảy ra, thiên quân tiên quân càng là ù cạc cạc, đại chiến Vân Lên Tiên Triều vẫn cứ tiếp tục. 300 tiên châu thuộc Vân Lên Tiên Triều đã rách nát, chỉ còn lại các thánh địa, thánh cảnh được đại doanh bao phủ như treo ngược trong trời sao hoang vu. Tiên châu thì đã bị đánh cho chìm hóa thành hỗn độn, tràn ngập các loại hơi thở tịch diệt, chôn vùi vô số tiên ma. Ầm 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 ầm. 2 tháng qua đi, lại một tiếng vang trầm đục truyền đến từ sâu trong vũ trụ. Sóng tịch diệt kiếp thời đại xiển đạo ùa vào thời đại tiên đạo. Lúc này mọi người nhận ra có điều kỳ lạ. Trước kia mấy trăm vạn năm mới có một sóng kiếp ập đến thời đại tiên đạo. Sóng kiếp thời đại càng cổ xưa thì thời gian càng lâu. Bây giờ 3 năm lẻ 1 tháng đã có sóng kiếp 3 thời đại vô cùng huy hoàng, là thiên đạo, xiển đạo, linh bảo ập đến. Chắc chắn trong đó có vấn đề gì đó. Thái Nhất Đạo Tôn, vạn vật đạo tổ chiến đấu chưa có kết quả. Sóng kiếp thứ 4, sóng kiếp thời đại huyền đạo đã đến thời đại tiên đạo. Sóng kiếp này ập đến thời đại khiến các tiên nhân chân tiên biến sắc mặt. Toàn bộ tiên nhân chân tiên trong vũ trụ ma giới, tiên giới cảm ứng hạn chế tuổi thọ của mình. Tuổi thọ của tiên nhân là cùng trời với đất, vũ trụ bất diệt, tiên nhân bất tử. Hiện giờ tiên nhân lại có tuổi thọ, nghĩa là tiên đạo từ thịnh chuyển suy đã tích lũy đến trình độ nhất định. Tiên đạo bắt đầu mục nát, tan rã. Thời đại tiên đạo đi hướng con đường xuống dốc, không thể cứu vãn. Điều này đại biểu cho khúc nhạc dạo tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo đã chính thức tấu lên. Tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo cũng là tịch diệt kiếp cuối cùng chôn vùi văn minh tất cả thời đại. Mãi đến bây giờ hai phe đánh nhau mới cảm nhận được đại kiếp nạn. Bởi vì trong vô lượng sát kiếp, trừ phe tịch diệt đạo nhân ra, phe đế và tôn, phe đại la thiên trước sau có hơn 30 đạo quân đạo tôn chết đi, một đám đạo quân tử thương. Trước vô lượng sát kiếp, mỗi khi một đạo quân chết đi thì không lâu sau sẽ có thiên quân khác chứng được đạo quân. Bây giờ thời gian dài qua đi, hơn 30 đạo quân đạo tôn chết, thế nhưng không thiên quân nào chứng đạo quân được. Đại suy thoái trước giờ chưa từng có, thật sự đã đến rồi. Bên trong Vân Lên Tiên Triều, hai phe bất giác ngừng đánh, đưa mắt nhìn vũ trụ tiên giới hoang tàn, vũ trụ ma giới bị đánh cho tàn phế. Các tồn tại cổ xưa như Vân Lên Nữ Đế, Hồng Đạo Nhân chạy lên Nguyên Thủy Đại La Thiên ngay, hỏi ý kiến của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đám người Phục Xá Giáo Chủ, Thái Nhất Đạo Tôn cũng chạy đi Đế Cung, Tôn Cung. Trên Đại La Thiên, Giang Nam nhíu chặt mày, nhìn thiên địa tan vỡ. Thực lực của tịch diệt đạo nhân quá mạnh, cường đại đến nỗi bằng 3 thiên tôn liên hợp. Nguyên thủy đại đạo của ta khó có thể cân bằng đại đạo tịch diệt trong người hắn ta được. Giang Nam nhìn vũ trụ ma giới, vùng đất tịch diệt đạo nhân tọa quan, thời không phá hư, hư không chìm nổi. Hình thức ban đầu của tịch diệt kiếp cuối cùng khủng bố, bao la cương vực ước vạn vạn dặm, không ngừng chuyển động, tiêu trừ tất cả, không ngừng lớn mạnh lên, hấp thu hết kiếp số trong vũ trụ ma đạo. Giờ phút này, không chỉ đạo quân, đạo tôn trong thiên hạ tinh thần rối loạn, tịch diệt đạo nhân cũng như kiến bò chảo nóng. Đối diện với kiếp số hùng dũng vọt tới, tịch diệt đạo nhân chưa chuẩn bị đầy đủ. Đại đạo tịch diệt trong cơ thể tịch diệt đạo nhân có dấu hiệu mất đi khống chế, không thể cắt đứt cảm ứng với sóng kiếp tiền sử ập đến. Trước kia tịch diệt đạo nhân thúc đẩy đại đạo tịch diệt
cảm ứng các tịch diệt kiếp thời đại tiền sử mới khiến cho sóng kiếp âm tăng tốc độ ùa vào thời đại tiên đạo. Hiện giờ, tịch diệt đạo nhân muốn cắt đứt cảm ứng cũng không được nữa. Vân Liên Tiên Triều và phe Đế Tôn ác chiến, tăng tốc độ thời đại tiên đạo tan vỡ, khiến thời đại tiên đạo đi hướng mục nát, suy sụp, tự nhiên dẫn động tịch diệt kiếp. Tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo và hơi thở tịch diệt kiếp tiền sử liên kết với nhau. Sóng kiếp tiền sử ập đến càng mau, mọi người không kịp chuẩn bị đầy đủ. Sóng kiếp ập đến, tiên đạo rơi vào tịch diệt kiếp. Tu vi của Giang Nam tăng vọt, nguyên thủy đại đạo hấp thu sóng kiếp càng lớn mạnh, thẳng hướng cảnh giới đại viên mãn đạo quân. Nhưng Giang Nam không vui vẻ chút nào. Vũ trụ sắp hoàn toàn rơi vào tịch diệt, Giang Nam vẫn chưa chuẩn bị xong. Đế Lân, Thanh Liên Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Công Giá Càn, cho đến nay không ai đặt chân đến tận cùng đại đạo, không người nào có thể cố gắng xoay chuyển. Giang Nam nhướng mày nói: "Tịch diệt đạo nhân đang luyện hóa nguyên thủy đại đạo của ta." Giang Nam cảm ứng tịch diệt đạo nhân hoảng loạn, luống cuống liều mạng luyện hóa nguyên thủy đại đạo của hắn để lại. Nguyên thủy đại đạo này dùng để cân bằng đại đạo tịch diệt trong cơ thể tịch diệt đạo nhân, tránh cho gã mất đi kiểm soát. Nếu tịch diệt đạo nhân luyện hóa nguyên thủy đại đạo thì không thể ngăn cản mình mất kiểm soát, càng tăng tốc độ mất đi kiểm soát, cả người sẽ bị đại đạo tịch diệt cắn nuốt. Giang Nam thu tầm mắt về. "Vân Liên, hãy rút binh đi, di cư tất cả sinh linh tiên triều đến nguyên thủy đại la thiên." Giang Nam ra lệnh: "Thời đại tiên đạo đã không thích hợp định cư nữa rồi." Đám người Vân Liên nữ đế, Hồng đạo nhân lòng run lên, không người vâng dạ đi xuống nguyên thủy đại la thiên. Cùng lúc đó, Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn hạ chỉ khiến đám người Phục Xá giáo chủ, Thái Nhất đạo tôn rút binh, co rút lại, quay quanh hai cung đế và tôn, chế tạo thánh địa, thánh cảnh. Đế Lân lấy thế giới thụ ra, Thanh Liên Tiên Tôn lấy hồng mông thanh liên ra, hai cung mấy chục tiên châu biến thành thánh cảnh. Ở bên kia, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn vận chuyển vô cực đạo trác, dẫn 52 đạo quân đạo tôn, mấy ngàn hỗn độn thiên quân di chuyển ra khỏi vũ trụ ma đạo, rời xa mảnh đất nguy hiểm này. Có một ngày, tịch diệt đạo nhân đã luyện hóa hết nguyên thủy đại đạo của Giang Nam. Thiên địa tĩnh lặng, không có thanh âm. Bỗng ầm một tiếng, tịch diệt kiếp thời đại nguyên diệt giáng xuống. Trong vũ trụ ma giới, tiếng nổ vang lên điếc tai. Tịch diệt đạo nhân nổ thành mấy mảnh, cả người bị đại đạo tịch diệt cắn nuốt. Đại đạo tịch diệt khủng bố cuốn sạch hết thảy, xâm nhiễm trời sao vũ trụ ma giới. Vô số mặt trời rực rỡ, ngân hà vụt tắt tan vỡ. Từng đợt tịch diệt kiếp quang huyễn lệ răng ngang vũ trụ, kiếp vũ thương mang thanh tẩy hết thảy, kiếp lôi răng rắc giáng xuống. Tịch diệt ma chống của tịch diệt đạo nhân bị tịch diệt kiếp đồng hóa cắn nuốt, khắp nơi vang lên tiếng kiếp âm thùng thùng. Tịch diệt đạo nhân đã chết, bản thân đại đạo tịch diệt biến thành hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng. Thế nhưng hình thức ban đầu hấp thu các tịch diệt kiếp thời đại tiền sử không ngừng lớn mạnh. Hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng khuếch trương nhanh kinh người, từ vị trí tịch diệt đạo nhân chết đi bộc phát khuếch trương, phạm vi bao phủ của tịch diệt kiếp tốc độ lan tràn siêu nhanh. 3.000 ma châu vũ trụ ma giới đã bị đánh nát hơn phân nửa. Giờ phút này, sóng kiếp âm ập đến, vô số sinh linh ma tiên, chân tiên, tiên vương, tiên quân, thiên quân chạy trốn đến vũ trụ tiên giới. Sóng kiếp dâng lên khuếch trương siêu nhanh, nơi sóng kiếp đi qua, tất cả sinh linh bị tịch diệt kiếp quét quang hết thảy, bị kiếp vũ tứ ướt hóa thành hư vô, bị kiếp âm chấn nát thành mấy mảnh. Dù là tiên quân, thiên quân trong vũ trụ ma giới bay nhanh kinh người cũng không nhanh hơn tốc độ sóng kiếp khuếch trương, bị đuổi kịp rồi không ai chống đỡ được một giây liền chết đi, chôn vùi trong tai kiếp. Kiếp vũ hội tụ thành biển, hóa thành sóng to ngập trời, thanh tẩy hết thảy. Tiếp đó trong nước biển nhen nhóm lên lửa, tịch diệt thiên hỏa hừng hực đốt cháy. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ khoảng 200-300 năm nữa là nguyên vũ trụ ma giới sẽ bị nuốt gọn. Đây là tai kiếp dữ dội cỡ nào đây? Đây chưa phải tịch diệt kiếp cuối cùng, mới chỉ là hình thức ban đầu. Chờ sóng tịch diệt kiếp thời đại nguyên thiên, nguyên khởi, nguyên đạo giáng xuống, dung hợp với hình thức ban đầu của tịch diệt kiếp cuối cùng, rồi lại kết hợp với tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo mới diễn hóa thành hình dạng tịch diệt kiếp cuối cùng hoàn chỉnh. Trên Đại La Thiên, Giang Nam đứng dậy đi tới Đế Cung, Tôn Cung gặp Đế Lân và Thanh Liên Tiên Tôn.
Giang Nam lên tiếng nói. Trước mắt chỉ có đẩy đạo quân điện đến thời đại tiền sử, để đạo quân điện chặn tịch diệt kiếp thời đại nguyên thiên, nguyên khởi, nguyên đạo, tranh thủ thêm thời gian cho chúng ta. Xin hai vị đạo hữu hãy buông bỏ thành kiến mà hợp tác cùng ta. Sau đó, Giang Nam lại đến đạo quân điện gặp Vô Cực Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn. Đại trận đã hiện, hai vị đạo hữu chưa chuẩn bị đủ, không thể đến tận cùng đại đạo được. Bây giờ cũng chỉ còn cách đẩy đạo quân điện đến thời đại tiền sử, để đạo quân điện chặn sóng kiếp thời đại nguyên thiên, nguyên khởi, nguyên đạo, tranh thủ thêm thời gian cho chúng ta. Ta cũng đã thuyết phục đế và tôn, mong hai vị đạo hữu hỗ trợ cho. Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn liếc nhau gật đầu nói: được, chúng ta đồng ý. Giang Nam quay về gặp Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Nguyên Mẫu Thiên Tôn khóc nói: rốt cuộc đạo quân điển cũng phải lịch kiếp hay sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu để lại đạo quân điển thì hay ta có thể dẫn mọi người đi vào trong điển, không chừng có thể nhờ đạo quân điển đối kháng tịch diệt kiếp được. Thật sự phải đẩy đạo quân điển đến tiền sử hay sao? Giang Nam nói: tàu tàu, nếu đạo quân điển có thể lịch kiếp mà bất diệt thì đẩy nó về tiền sử, ngăn cản tịch diệt kiếp ba thời đại, nó sẽ không bị tiêu trừ. Còn nếu đạo quân điển bị sóng kiếp ba thời đại phá hủy, vậy nó chẳng giúp được gì trong tịch diệt kiếp cuối cùng được. Bây giờ cũng chỉ có cách đẩy đạo quân điển về quá khứ là tranh thủ một đường sống cho chúng ta mà thôi. Nguyên Mẫu Thiên Tôn lặng im thật lâu, sau gật đầu nói: thôi được rồi, chỉ tiếc tâm huyết suốt đời của chúng ta. Sáu thiên tôn bắt tay nhau đến đạo quân điện. Giang Nam, Đế Lân, Thanh Liên Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn nhìn về đằng trước. Sáu thiên tôn biến sắc mặt. Đằng trước đạo quân điện, thời gian thời đại tiên đạo cách đạo quân điện chỉ có một bước. Thời gian thời đại tiên đạo bắt đầu dung hợp với nơi đạo quân điện đứng sừng sững, có nghĩa là không lâu sau thời đại tiên đạo sẽ đến tận cùng thời không. Tịch diệt kiếp cuối cùng đằng sau đạo quân điện sẽ biến thành sự thật. Đằng sau thời gian này, ba sóng kiếp nguyên thiên, nguyên khởi, nguyên đạo biến thành ba đợt sóng thần. Sóng sau cao hơn sóng trước, hung mãnh hơn từ tiền sử ập đến thời đại tiên đạo. Đặc biệt sóng tịch diệt kiếp thời đại nguyên đạo vô cùng khủng bố. Trong sóng kiếp, ảo ảnh các sinh linh hiện ra, vùng vẫy đau đớn trong sóng kiếp, khuôn mặt vặn vẹo, gào thét. Sáu thiên tôn thở dài: kiếp số, kiếp số, sóng kiếp như thế tuôn đến, ta cũng chạy trời không khỏi nắng được. Thanh Liên Thiên Tôn nhìn Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn cười khẩy mà nói: nếu không có hai vị vận dụng vô cực đạo trác này dẫn sóng kiếp tiền sử đến thì sao ra nông nỗi này đấy. Đạo Không Thiên Tôn lạnh lùng nói: hai người xứ lạ đến cướp đạo thống của ta, diệt thời đại cổ thần, thiên địa nhân quả này phải trả như thế nào đấy? Chẳng lẽ không cho ta phản kích lại hay sao? Vô Cực Thiên Tôn rất là bình tĩnh, tâm hồn rộng mở lên tiếng nói: đường cầu đạo dài dòng, nếu vì tận cùng đại đạo thì dù có hủy diệt thời đại tiên đạo cũng có sao đấy. Huống chi kiếp số này không chỉ do hai ta gây ra, tiên tôn không có trách nhiệm hay sao? Nếu không phải tiên tôn đánh nát cái chuông trên tịch diệt thiên luân, làm sao dẫn phát thạo kiếp này đấy? Ta dẫn động sóng kiếp tiền sử đến chỉ vì hủy diệt thời đại tiên đạo, còn tiên tôn đánh nát cái chuông trên tịch diệt thiên luân mới dẫn đến tịch diệt kiếp cuối cùng. Đạo hữu à, người trách người ta, nhớ nhìn rõ mình trước đi. Thanh Liên Thiên Tôn buồn bực nói: dù ta không đánh nát cái chuông thì tịch diệt đạo nhân cũng sẽ phát hiện ảo diệu trong đó thôi, sớm muộn gì cũng sẽ làm như vậy. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không phải ngươi một nhát kiếm thả tịch diệt đạo nhân chạy đi thì hắn sớm đã bị ta cùng Đế Lân giết đi rồi, sẽ không có chuyện hôm nay. Giang Nam tức giận bật cười nói: tiên tôn, nói như thể mình có thể chấn áp hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng của tịch diệt đạo nhân được vậy. Người giết tịch diệt đạo nhân, tịch diệt kiếp cuối cùng đến càng nhanh. Bây giờ tiên tôn vẫn chưa nhìn ra được điều này hay sao? Đủ rồi. Đế Lân bỗng quát lớn: các người nói đủ rồi, cũng làm đủ rồi. Tịch diệt kiếp tiên đạo, tịch diệt kiếp cuối cùng, không ai trong các người vô tội cả. Nguyên Mẫu Thiên Tôn tức giận cũng châm chích nói: Đế Lân, nếu không phải lúc trước ngươi dung túng tiên tôn,
người bắt hắn cẩn trọng một chút, kính trọng các thiên tôn khác một chút thì đã không có ngày hôm nay rồi. Cơ mặt của Đế Lân cứng ngắc lại, cười khẩy nói: Nói như Nguyên Mẫu thì Nguyên Mẫu nếu như có thể hạn chế được vô cực thiên tôn cũng sẽ không có ngày hôm nay rồi. Sáu thiên tôn khí thế dao động, có xu hướng mâu thuẫn chuyển sang đánh đấm. Các vị muốn để tịch diệt kiếp cuối cùng đến sớm hay sao? Giang Nam nhíu mày nói: Bây giờ chỉ còn cách đẩy đạo quân điện đến trước sóng kiếp ba thể đại, ngăn cản sóng kiếp rồi có chuyện gì thì nói sau đi. Năm thiên tôn khác im lặng. Giang Nam đi trước một bước, phát ra pháp lực của mình ùa vào đạo quân điện. Đạo quân điện khẽ rung, có xu hướng rời khỏi tận cùng thời không. Mấy thiên tôn nhìn, tim đập nhanh. Năm xưa vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn cũng muốn rời đạo quân điện đi, thế nhưng chỉ làm cho nó lung lay một chút, không nhích ly nào. Một mình Giang Nam lại làm được điều này, có thể thấy pháp lực của hắn tăng nhiều cỡ nào. Đế Lân, Nguyên Mẫu thiên tôn, đạo không thiên tôn, vô cực thiên tôn, Thanh Liên thiên tôn thầm nghĩ: Rốt cuộc Nguyên Thủy thiên tôn làm cách nào tu luyện nhanh như vậy đấy? Tuy chúng ta cũng tiến bộ khá nhiều, thế nhưng tốc độ tăng trưởng không lớn đến vậy. Bọn họ thi triển pháp lực rót vào đạo quân điện. Sáu thiên tôn hợp sức, đạo quân điện ầm ầm chấn động, bay ra khỏi tận cùng thời không, hướng đến thời gian quá khứ, nghênh đón sóng kiếp của ba thời đại. Sáu thiên tôn ra tay, thực lực hơn xa hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện cùng mấy trăm đạo quân đạo tôn hợp sức thời đại nguyên đạo kia. Không lâu sau, đạo quân điện bị sáu thiên tôn đưa đến trước sóng kiếp của ba thời đại. Sóng kiếp ba thời đại tuôn đến, đạo quân điện rung lắc bần bật. Đạo quân đạo tôn thiên tôn các thời đại dùng bao nhiêu năm tháng tế luyện ra đạo quân điện, tỏa ánh sáng rực rỡ nhiều màu. Đạo âm ẩm vang, uy thế cuồn cuộn dâng lên, ngăn chặn sóng kiếp ba thời đại. Sóng kiếp ba thời đại dâng lên, bao vây đạo quân điện, kiếp số bùng nổ, quyết tiêu diệt đạo quân điện. Đạo quân điện là chí bảo do tất cả cường giả thời đại nguyên đạo luyện chế ra, ngăn cản được sóng kiếp ba thời đại là vì từ xưa đến nay, hầu như tất cả tiên tôn, đạo tôn từng tế luyện đạo quân điện, dùng hơn 1.000 ức năm không ngừng rèn luyện, tăng cao uy lực cho đạo quân điện. Đạo quân điện gần như dung hợp trí tuệ của đa số đạo quân, đạo tôn, thiên tôn trong lịch sử. Sóng kiếp ba thời đại cũng không thể phá hủy nó. Sóng kiếp ba thời đại bị đóng đinh trong thời không quá khứ, không thể lao tới thời đại tiên đạo. Sáu thiên tôn thở phào. Rốt cuộc cũng làm chậm lại thời gian, tịch diệt kiếp cuối cùng bộc phát rồi. Đạo quân điện bay đi. Tịch diệt kiếp cuối cùng đằng sau đạo quân điện bày ra bộ mặt vô cùng khủng bố. Kiếp vận thương mang, vô số sinh linh chìm nổi trong tai kiếp, mông lung, không nhìn ra ai sống sót trong kiếp số. Tịch diệt kiếp cuối cùng này có uy lực cường đại hơn tịch diệt kiếp thời đại nguyên đạo gấp vô số lần. Sáu thiên tôn sắc mặt âm trầm. Từng có vô số đạo quân, đạo tôn, thiên tôn, đạo quân điện đứng tại đây nhìn tịch diệt kiếp cuối cùng, hy vọng thấy có ai sống tiếp trong tai kiếp, thế nhưng chỉ thấy mênh mang bao la. Vô cực thiên tôn nhìn mấy lần cũng vậy. Trước kiếp số này có một thi thể vô cùng vĩ đại bồng bềnh, không bị cuốn vào tịch diệt kiếp, giống như đạo quân điện sừng sững ở tận cùng thời không. Xác chết nằm nghiêng trước tai kiếp như đang ngủ, như nhìn chăm chú kiếp số. Ồ, sơ đại điện chủ đạo quân điện cũng chôn tại đây, hắn đã chết rồi, hay cũng đưa vào đạo quân điện ngăn sóng kiếp tiền sử đi. Vô cực thiên tôn đề nghị nói. Tuy người kia đã chết, thế nhưng thực lực cực kỳ cường đại, không thua kém chúng ta, có thể khiến sóng kiếp đến trễ một chút. Thanh Liên thiên tôn, Đế Lân, đạo không thiên tôn cũng động tâm. Nguyên Mẫu thiên tôn biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Ai dám đụng vào, kẻ đó sẽ chết với ta. Giang Nam cũng hừ mạnh, thản nhiên nói. Các vị đạo hữu, tốt nhất đừng có ý nghĩ này, tránh cho chúng ta đánh một trận, kích phát tịch diệt kiếp. Sắc mặt vô cực thiên tôn liên tục thay đổi, cười phá lên. Chỉ là một người chết thôi, dù đưa vào đạo quân điện cũng không ngăn cản được bao lâu. Giang Nam nhìn năm thiên tôn nói. Các vị đạo hữu, tuy sóng kiếp ba thời đại tạm bị chặn lại, thế nhưng chờ khi sóng kiếp phá hủy đạo quân điện thì nó vẫn sẽ giáng lâm, biến thành tịch diệt kiếp cuối cùng. Giờ chỉ còn một cách giảm thấp kiếp số, đó là sáu thiên tôn chúng ta đi sâu vào vũ trụ ma giới, dùng thực lực bản thân chấn áp xuống, luyện hóa hình thức ban đầu của tịch diệt kiếp cuối cùng, thu nhỏ uy lực
khi kiếp số bộc phát ra, sẽ cũng cho nhiều sinh linh có hy vọng độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng được. Mọi người nghe vậy lòng máy động. Vô Cực Thiên Tôn lắc đầu nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn tính thật giỏi. Nếu ta đi chấn áp tịch diệt kiếp vũ trụ ma giới, thực lực bản thân sẽ chậm chạp, không tiến bộ. E rằng khi tịch diệt kiếp cuối cùng đến, không thể chứng tận cùng đại đạo, thân tử đạo tiêu, chết trong kiếp số này. Vô Cực Thiên Tôn cất bước đi xa, lạnh lùng cười nói: Ta vốn định hủy diệt thời đại tiên đạo, chứng tận cùng đại đạo. Sinh linh thời đại tiên đạo chết nhiều hay ít liên quan gì tới ta đây? Đạo Không Thiên Tôn cũng đi theo Vô Cực Thiên Tôn lắc đầu nói: Bản thân còn khó bảo đảm, chứ nói gì che chở người khác đấy. Giang Nam nhìn Đế Lân cùng Thanh Liên Thiên Tôn. Thanh Liên Thiên Tôn do dự lắc đầu bỏ đi: Đế Lân hãy đi theo ta thôi, chỉ cần đến tận cùng đại đạo, vạn kiếp bất diệt, cùng lắm sau tịch diệt kiếp cuối cùng lại sáng tạo ra vũ trụ khác, tái diễn hồng hoang. Núi xanh còn đó, sau này mới có củi đốt được. Tia sáng vụt tắt trong mắt Giang Nam. Đế Lân nhấc chân định đi, đột nhiên dừng lại, chắp tay nói: Đạo huynh, ta muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn áp hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng, tranh thủ cơ hội sống cho nhiều người hơn. Thanh Liên Thiên Tôn dừng bước, xoay người lại, lộ biểu tình ngạc nhiên. Đế Lân chưa từng từ chối đề nghị của Thanh Liên Thiên Tôn. Dù năm xưa hai người trở mặt, gã đánh nát hồ lô của phụ thân Đế Lân, thì Đế Lân vẫn đối xử với gã như sư phụ, như bằng hữu, chưa từng từ chối gã. Đây là lần đầu tiên Thanh Liên Thiên Tôn bị Đế Lân từ chối. Thanh Liên Thiên Tôn trầm ngâm giây lát, lắc đầu nói: Đạo hữu, người đã là thiên tôn, tồn tại ngang ngửa với ta. Nếu người đã nhất quyết thì ta không khuyên thêm. Thanh Liên Thiên Tôn nghiêm khắc quát lên: Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta đã hứa với phụ thân Đế Lân chăm sóc an toàn cho hắn. Nếu người dám đánh lén Đế Lân thì ta sẽ giết ngươi, dù ngươi chạy trốn tới đâu cũng khó thoát chết được. Giang Nam chỉ cười nhạt không trả lời. Thanh Liên Thiên Tôn hừ mạnh, phất tay áo rời đi. Giang Nam nhìn Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Nguyên Mẫu Thiên Tôn lắc đầu nói: Nếu ta cũng đi chấn áp tịch diệt kiếp ma giới, sẽ không ai bảo vệ thuộc hạ của ngươi, bảo vệ Thiên Phi Đạo Tôn. Sợ là đám người Vô Cực Thanh Liên sẽ gây chuyện. Giang Nam gật đầu nói: Được, vậy chúng ta đi đây. Giang Nam cùng Đế Lân đi hướng thời đại tiên đạo. Nguyên Mẫu Thiên Tôn lưu luyến nhìn tận cùng thời không, lại nhìn thân thể Giang Thái Khư nằm ngang trước tai kiếp, thở dài quay đi. Trước tai kiếp, bàn tay sắc Giang Thái Khư xòe ra, mặt mỉm cười nhìn chằm chằm tịch diệt kiếp hủy diệt tất cả. Sắc chết sống động như thật. Giang Thái Khư đã chết ngàn ức năm, thế nhưng thi thể còn giữ được hoàn hảo. Công Giá Càn ngồi xếp bằng trong lòng bàn tay Giang Thái Khư, mắt nhìn chằm chằm tịch diệt kiếp cuối cùng. Trong con người Công Giá Càn phản chiếu các loại biến đổi của sóng kiếp. Lúc này còn khá nhiều sinh linh mang người nhà cố gắng bay hướng vũ trụ tiên giới trước khi hạo kiếp đến. Giang Nam cùng Đế Lân đi dọc đường, thấy nhiều bộ lạc đế quốc cùng một số thánh địa điều khiển lâu thuyền khổng lồ kéo hàng dài trở đi hướng tiên giới. Các thủ lĩnh bộ lạc cường đại, các đế hoàng đế quốc, các trưởng giáo thánh địa bảo vệ chúng sinh của mình chạy hướng mảnh đất hy vọng. Mặc dù tiên giới cũng rơi vào hơi thở tịch diệt bao phủ, tiên nhân có tuổi thọ, thế nhưng so sánh thì tiên giới còn là đất lành, ít ra có thể yên ổn sinh sống, không đến mức chết ngay. Dọc đường đi, Giang Nam cùng Đế Lân gặp một đám ăn cướp. Bọn chúng cướp sao trời, đến đi như gió, đánh cướp mấy đội di chuyển, cướp nữ nhân, cướp tiền tài, thậm chí giết người cướp của, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Những tên cướp này không biết rằng dù bọn họ cướp tài phú lớn đến đâu, có vô số hậu cung, thì tương lai vẫn khó tránh khỏi cái chết được. Đế Lân phất tay, băng cướp mạnh nhất trong tinh vực thành cho bụi, cứu đội di chuyển khắp gặp nạn. Đế Lân khẽ thở dài: Thật ra ta cứu những sinh linh này cũng là vô ích thôi, tương lai bọn họ vẫn phải chết đi. Như ta đây, thấy sóng kiếp ba thể đại, nguyên đạo, nguyên khí, nguyên thiên vọt tới cũng không có nắm chắc được. Giang Nam tiến tới trước lắc đầu nói: Thiên tôn cũng là chúng sinh, không thể nhảy ra ngoài kiếp được, thân ở trong tai kiếp thì khó thoát khỏi cái chết được. Bằng bất cứ giá nào, Giang Nam cùng Đế Lân cũng phải đi tới bên mép tịch diệt kiếp. Đế Lân mắt lóe tia sáng nói:
Có lẽ tận cùng đại đạo sẽ vượt qua kiếp nạn này, đến lúc đó tịch diệt kiếp cuối cùng không thể thương tổn được. Hai người đứng bên mép tịch diệt kiếp, thấy sóng kiếp cuồn cuộn cắn nuốt các nơi trong vũ trụ ma giới, Giang Nam lắc đầu nói: Vô Cực Thiên Tôn hủy diệt thời đại tiên đạo, theo lý đã chứng tận cùng đại đạo nhân quả. Trong tịch diệt kiếp cuối cùng, đại đạo khác không tồn, chỉ còn lại hỗn độn. Theo lý ra, đạo không tiên tôn cũng có khả năng đến tận cùng đại đạo hỗn độn. Đáng tiếc thay, bọn họ đều chết cả. Bọn họ chứng tận cùng đại đạo có thể độ qua bất cứ đạo quả nào, dù là tịch diệt kiếp của thời đại nguyên đạo, thế nhưng không qua khỏi tịch diệt kiếp cuối cùng này. Giang Nam không che giấu Đế Lân, sớm nói cho gã tương lai hoang vắng tiêu điều mình đã thấy. Giờ Giang Nam nhắc lại chuyện cũ, Đế Lân nhớ đến giấc mơ kia. Giang Nam cùng Đế Lân bởi vì cái chết của quỷ bà Thiên cùng Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ mà xích mích với nhau, thế nhưng bây giờ đã buông bỏ thành kiến. Giang Nam cùng Đế Lân đi vào tịch diệt kiếp vũ trụ ma giới. Những nơi đi qua, linh quang cuộn trào nghi ngút, cưỡng ép chấn áp tịch diệt kiếp xa xôi, ngăn cản tịch diệt kiếp tiếp tục khuếch trương, ngăn cản nó lớn mạnh hơn, cho sinh linh trong ma giới thời gian chạy trốn. Đế Lân đăm chiêu đột nhiên mỉm cười nói: Đây chỉ là suy đoán của Thiên Tôn, bởi vì Vô Cực Thiên Tôn muốn chứng tận cùng đại đạo nhân quả thì phải diệt ta, diệt Thanh Liên Thiên Tôn, kéo Nguyên Thủy Thiên Tôn vào lưới nhân quả của hắn rồi tru sát ngươi, nên Vô Cực Thiên Tôn không thể đến tận cùng đại đạo. Còn đạo không tu luyện tận cùng đại đạo cần tiêu diệt những người khác biến thành hỗn độn, cũng không thể nào đến tận cùng đại đạo. Hai người đó chết trong tai kiếp đại biểu cho bọn họ chưa từng đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Giang Nam gật đầu nói: Cũng có khả năng này. Mắt Đế Lân càng lúc càng sáng rực: Cho nên ta và Thanh Liên Tiên Tôn tu thành tận cùng đại đạo thì sẽ có hy vọng độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng. Chúng ta chết trong tịch diệt kiếp kia chỉ vì không tu luyện đến tận cùng đại đạo. Hai người ngồi xếp bằng, Giang Nam mới ngồi xuống, Nguyên Thủy Đại La Thiên tuôn ra bao phủ ức vạn vạn dặm, dâng lên cuồn cuộn. Kiếp quang, kiếp vũ, kiếp âm, thiên hỏa rơi vào Nguyên Thủy Đại La Thiên, xâm nhiễm Đại La Thiên. Đây là Đại La Thiên Giang Nam biến ra từ linh quang của bản thân hắn, không phải pháp bảo trong tiên giới. Sau khi bị tịch diệt kiếp xâm nhập, Đại La Thiên mục ruỗng. Tiếp theo, linh quang thay đổi, chuyển hóa tịch diệt kiếp thành một phần của Đại La Thiên. Đế Lân rất hâm mộ nói: Nguyên Thủy Đại Đạo của đạo hữu quả nhiên thần diệu khó lường, không chừng có thể độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng được. Đế Lân bỗng dùng mình, 3.000 đại đạo bay ra biến thành từng đợt linh quang, tổng cộng có 3.000 linh quang. Các loại linh quang bay bổng biến thành 3.000 tiên thiên linh bảo. Linh bảo treo cao, hoặc chuông, hoặc đỉnh, hoặc tháp, hoặc lâu, muôn hình vạn trận. 3.000 tiên thiên linh bảo dao động, chấn áp, luyện hóa sóng kiếp, tịch diệt kiếp. Đế Lân là người khai sáng thời đại tiên đạo vô cùng huy hoàng, nên đương nhiên có điểm đặc biệt riêng. Uy lực tịch diệt kiếp vũ trụ ma giới đã đến trình độ khó tin, gần bằng tịch diệt kiếp, kiếp uy thời đại nguyên đạo. Nhưng với Giang Nam Đế Lân thì áp lực không lớn là bao nhiêu. Trong tịch diệt kiếp vũ trụ ma giới, bỗng tự động sinh ra đại đạo tịch diệt, hóa thành tịch diệt linh quang, thô to như rồng, có sức phá hoại cực kỳ đáng sợ. Đinh một tiếng, một đạo chuông biến ra từ linh quang của Đế Lân bị tịch diệt linh quang quét qua, đạo chuông vỡ thành mấy mảnh. Đế Lân vội vàng dốc hết sức điều động đại đạo chấn áp tịch diệt linh quang này. Thế nhưng tịch diệt linh quang nhảy nhót không ngừng, Đế Lân chấn áp nó lại không thể luyện hóa. Biểu tình của Đế Lân trầm trọng, nhỏ giọng nói: Là tịch diệt linh quang sao? Đây là linh quang biến ra từ đại đạo của tịch diệt đạo nhân sau khi hắn chết đi sao? Không, không phải. Là linh quang tịch diệt kiếp cuối cùng tự động hình thành thôi. Vẻ mặt Giang Nam nghiêm túc nói: Đây chỉ là tịch diệt kiếp cuối cùng sơ cấp thôi. Chờ sóng kiếp thời đại nguyên đạo, nguyên khởi, nguyên thiên ập đến, khi đó dung hợp với tịch diệt kiếp tiên đạo sẽ diễn biến thành tịch diệt kiếp cuối cùng hình dạng chính thức được. Khi đó tịch diệt linh quang trong kiếp mạnh hơn bây giờ gấp vô số lần. Đế Lân hút ngụm khí lạnh. Đây mới là tịch diệt kiếp cuối cùng sơ cấp. Tịch diệt linh quang đã mạnh như vậy, chờ tịch diệt kiếp cuối cùng hoàn toàn bộc phát, trong đó diễn sinh ra tịch diệt linh quang sẽ khủng bố biết bao đây.
Thiên Tôn, ở trong mộng của ngươi có thấy những tịch diệt linh quang này hay không? Giang Nam lắc đầu trả lời: không, sau khi chúng nó diệt tuyệt tất cả thì biến thành tịch diệt thiên hóa. Đế Lân phấn chấn tinh thần: sao, tịch diệt thiên hỏa sao? Nói vậy là dù thời đại tiên đạo diệt tuyệt sẽ không khiến vũ trụ chết hẳn, tịch diệt thiên hóa chứa sự sống, có thể dưng dục ra thời đại mới, ra sinh mệnh mới. Vẻ mặt Giang Nam buồn bã nói: tịch diệt thiên hóa sẽ dập tắt. Bệ hạ từng truyền dạy nhiều đạo lý cho ta trong dòng thời gian, có ơn với ta. Đệ tử của bệ hạ giết quỷ bà bà, ta khiến nhi tử giết đinh linh kết thù với nhau. Thế nhưng thù hận là thù hận, ân tình là ân tình. Hôm nay ta sẽ giúp bệ hạ một tay. Đế Lân định luyện hóa tịch diệt linh quang này, thế nhưng liên tục thất bại. Nghe Giang Nam nói, Đế Lân động lòng. Đế Lân hỏi: ngươi làm sao mà giúp ta đây? Bệ hạ và Thanh Liên Tiên Tôn từng để lại một nguyên thủy chi khí biến thành đế giang tiên đạo, chẳng phải là muốn có được nguyên thủy tiên đạo hay sao? Một tịch diệt linh quang bay ra từ tịch diệt kiếp ập hướng hai người. Giang Nam giơ tay ấn không khí, tịch diệt linh quang rơi vào nguyên thủy Đại La Thiên, sức phá hoại cường đại kinh người. Không lâu sau, tịch diệt linh quang bị nguyên thủy Đại La Thiên chấn áp, luyện hóa, uy lực cũng nhỏ dần. Được tịch diệt linh quang này, Đế Lân cảm giác khí thế của Giang Nam mạnh hơn một phần, lòng rung động. Giang Nam bình tĩnh nói: Tiên Tôn, được tịch diệt tiên đạo, tiên đạo đã viên mãn, tu luyện đến tận cùng đại đạo Hồng Mông. Bệ hạ chưa được tịch diệt tiên đạo hoàn chính, hôm nay ta đưa nguyên thủy tiên đạo cho bệ hạ, giúp bệ hạ luyện hóa tịch diệt linh quang. Còn bệ hạ lĩnh ngộ được bao nhiêu ảo diệu, có nhảy khỏi tiên đạo trói buộc hay không, có bước lên con đường giống ta hay không thì phải xem lĩnh ngộ của bệ hạ thế nào. Nguyên thủy Đại La Thiên khẽ rung, một đại đạo cực kỳ huyễn lệ bay ra khỏi Đại La Thiên, đi tới trước mặt Đế Lân. Đế Lân nhìn chằm chằm, rung động. Tiên đạo nguyên thủy đại đạo này chứa biến đổi vô tận, trong đó các loại đại đạo sinh sôi không dứt, vượt qua cực hạn 3.000 đại đạo của tiên giới. Dường như chỉ cần tham ngộ nó là có thể thấu suốt vô số loại 3.000 đại đạo. Đế Lân đến chấn áp tịch diệt kiếp, cứ cho rằng trong quá trình không thể tu luyện, pháp lực tu vi hao tổn mảng lớn, vô duyên vào được tận cùng đại đạo. Thế nhưng Giang Nam tạo nguyên thủy tiên đạo cho Đế Lân, khiến gã trông thấy một tia hy vọng. Chẳng những không chậm trễ tiến bộ tu vi, mà không chừng sẽ nhanh chóng vào được tận cùng đại đạo. Giang Nam tặng nguyên thủy tiên đạo còn nặng hơn Đế Lân dạy những đạo lý cho hắn trong dòng thời gian. So sánh ân huệ thì Giang Nam đưa tặng ân huệ lớn lao hơn gã. Nhờ ơn một giọt nước báo lại cả thùng. Dù đã trở thành kẻ thù, thế nhưng ân tình một giọt nước, Giang Nam sẽ báo đáp nguyên thùng. Đế Lân biết Giang Nam chỉ báo ân, tương lai nếu hai phe khai chiến, hắn và gã đối đầu nhau tuyệt đối sẽ không nương tình. Nếu như lúc trước Thiên Tôn tu luyện nguyên thủy tiên đạo thì bây giờ cũng đã viên mãn rồi. Đế Lân cảm thán rằng: hey, nếu vậy đâu phải xích mích với Thanh Liên Tiên Tôn, sẽ không gieo thù hận của ngày hôm nay. Hai người không nói chuyện nữa, hợp sức chấn áp tịch diệt kiếp trong vũ trụ ma giới. Có Giang Nam cùng Đế Lân chấn áp, tốc độ sóng kiếp vũ trụ ma giới dâng lên giảm bớt đi nhiều, khiến sinh linh ma giới có hy vọng sống sót chạy trốn. Giang Nam cùng Đế Lân có thể chấn áp, luyện hóa tịch diệt kiếp. Giang Nam còn luyện hóa cả tịch diệt linh quang. Nhưng nguyên lực tịch diệt kiếp này vẫn đang tăng mạnh, không ngừng khuếch trương. Đây là vì thời đại tiên đạo không ngừng tụt dốc, tiên đạo mục ruỗng, tăng mạnh kiếp uy. Tận cùng tịch diệt kiếp truyền đến tiếng gầm trầm đục kinh người. Gào! Giang Nam cùng Đế Lân giật mình, tiếng giống chấn hai tiên tôn khí huyết cuồn cuộn đến tức ngực, như có một cái trống to vô hình đập vào ngực. Đại đạo của Giang Nam cùng Đế Lân có xu hướng tan vỡ, rơi vào tịch diệt. Đế Lân đè nén giật mình, nhỏ giọng nói: trong tịch diệt kiếp vũ trụ ma giới sinh ra cái gì vậy? Hai thiên tôn cố gắng nhìn tận cùng tịch diệt kiếp, trợn mắt há hốc mồm. Sâu bên trong tịch diệt kiếp, từng đợt tịch diệt linh quang từ bốn phương tám hướng ập đến. Tịch diệt linh quang đan xen không ngừng tụ tập lại một chỗ. Một sinh vật hình người đang dần dần được hình thành. Vẻ mặt của Giang Nam cùng Đế Lân trầm trọng. Tịch diệt đạo nhân sao?
sinh vật hình người này. Tuy mặt mày giống Tịch Diệt đạo nhân, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, đã không còn lý trí suy nghĩ gì. Tịch Diệt đạo nhân này hoàn toàn là do đại đạo Tịch Diệt tạo ra. Tịch Diệt đạo nhân lúc trước đã bị đại đạo Tịch Diệt giết đi. Sơ cấp Tịch Diệt kiếp cuối cùng bên trong vũ trụ ma giới tạo ra Tịch Diệt đạo nhân. Hình dạng của Tịch Diệt đạo nhân là cỗ máy giết chóc, công cụ săn bằng tất cả mục ruỗng. Nhưng chứng kiến Tịch Diệt kiếp tái tạo lại Tịch Diệt đạo nhân, tái hiện thiên tôn mạnh nhất trên đời, khiến cho người vô cùng rung động. Tịch Diệt đạo nhân là tồn tại mạnh nhất trong 6 thiên tôn, Giang Nam và Đế Lân đều công nhận như vậy. Nhưng Tịch Diệt đạo nhân tu luyện đại đạo Tịch Diệt tai hại quá lớn, cuối cùng không kiểm soát được đại đạo Tịch Diệt, bị cắn ngược chết đi. Thành cũng là Tịch Diệt, bại cũng vì nó. Đây là bi ai lớn nhất của Tịch Diệt đạo nhân. Hôm nay đại đạo Tịch Diệt cải tạo lại Tịch Diệt đạo nhân, không phải vì hồi sinh Tịch Diệt đạo nhân, mà là muốn tạo ra thiên tôn mạnh nhất để tiêu diệt hai kẻ phá hoại Tịch Diệt kiếp là Giang Nam và Đế Lân. Biểu tình của Đế Lân nghiêm túc nói: "Chúng ta nguy rồi." Giang Nam cũng gật đầu nói: "Đúng là nguy hiểm thật." Hai vị thiên tôn nghĩ đến không phải nguy hiểm cho bản thân, mà là về sau tương lai Tịch Diệt kiếp cuối cùng hình dạng một khi chín muồi. Trước mắt Tịch Diệt kiếp cuối cùng sơ cấp tạo ra Tịch Diệt kiếp đạo nhân chưa uy hiếp Giang Nam cùng Đế Lân được bao nhiêu, bởi vì Tịch Diệt kiếp cuối cùng sơ cấp uy lực có hạn, sáng tạo thực lực Tịch Diệt đạo nhân cũng có hạn. Tuy Tịch Diệt đạo nhân được tạo ra vẫn là thiên tôn mạnh nhất trên đời, nhưng Giang Nam cùng Đế Lân là thiên tôn không phải chỉ có cái tiếng. Bọn họ vô cùng tự tin thực lực đại đạo của mình cường đại. Tịch Diệt kiếp cuối cùng hình dạng chín muồi mạnh hơn Tịch Diệt kiếp tàn phá vũ trụ ma giới gấp vô số lần. Nếu Tịch Diệt kiếp cuối cùng đó chế tạo ra Tịch Diệt đạo nhân thì uy lực sẽ kinh khủng biết nhường nào. Những tồn tại tận cùng đại đạo như Đế Lân, Thanh Liên Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn sẽ chống đỡ nổi tồn tại khủng bố như vậy hay sao? Giang Nam cho rằng khi hắn thành tựu nguyên thủy thì sẽ nhẹ nhàng vượt qua Tịch Diệt kiếp cuối cùng, vạn kiếp không dính thân. Dù sao Giang Nam từng tu hành nguyên thủy. Đế Lân thì không nắm chắc 10 phần, tận cùng đại đạo của gã có ngăn nổi Tịch Diệt kiếp cuối cùng hóa thân ra Tịch Diệt đạo nhân hay không. Tịch Diệt kiếp cuối cùng biến ra Tịch Diệt đạo nhân mạnh hơn Tịch Diệt đạo nhân hiện tại gấp vô số lần. Trận chiến này ta e rằng... Giang Nam thở hắt ra, chợt có tiếng vù vù, tiên thiên lô bồng hiện ra bao phủ hắn. Giang Nam nhỏ giọng nói: "Ta e rằng không cách nào hoàn toàn chấn áp Tịch Diệt kiếp được." Giang Nam dùng nguyên thủy đại la thiên bảo vệ phe mình, tùy thân mang theo tiên thiên lô bồng. Giờ tiên thiên lô bồng xuất hiện nghĩa là Giang Nam cảm thấy áp lực rất lớn trước Tịch Diệt đạo nhân này. Đế Lân gật đầu, mây bốc khói trên đầu, 3.000 tiên đạo vọt đến tụ thành cánh vân to 3 mẫu đất. Nguyên thần thế giới thụ của Đế Lân và hồng bông thanh liên của Thanh Liên Tiên Tôn chống đỡ thánh cảnh, che chở cường giả thuộc hạ. Đế Lân chỉ sử dụng được khánh vân này. Đóa khánh vân này là tiên thiên chí bảo của Đế Lân. Khi gã chứng đạo đã nâng theo uy lực chứng đạo mà luyện thành báu vật nguyên thủy này. Nhưng so với hồng bông thanh liên, báu vật nguyên thủy của Thanh Liên Tiên Tôn hay thân thể bất không của Đạo Không Thiên Tôn thì khánh vân ba mẫu của Đế Lân yếu hơn rất nhiều. Đế Lân mạnh nhất là nguyên thần thế giới thụ, nguyên thần chứng tận cùng đại đạo trước, khánh vân chỉ là bổ sung. Dù vậy thì công dụng của khánh vân vẫn không tầm thường, uy lực mạnh hơn nguyên giới kim thuyền của Nguyên Mẫu Thiên Tôn rất nhiều. Đánh với Tịch Diệt đạo nhân, hai người phải dốc hết sức ra, không rảnh chấn áp Tịch Diệt kiếp. Sâu tận cùng trong Tịch Diệt kiếp, tiếng gầm như trống đánh chấn cho hai vị thiên tôn khí huyết cuộn trào. Tính theo đại đạo Tịch Diệt thì Tịch Diệt đạo nhân này hoàn mỹ hơn Tịch Diệt đạo nhân thật gấp trăm ngàn lần. Tịch Diệt đạo nhân trước kia còn chút tính người, còn cái này thì mất hết nhân tính, biến thành quái vật chỉ biết hủy diệt. Giang Nam nhíu mày suy tư: "Làm sao chúng ta luyện hóa được tên này đây?" Đế Lân mỉm cười nói: "Thiên tôn thật là khí phách, đi, ta và thiên tôn chăm sóc hắn thôi." Hai người cất bước đi vào sâu trong tận cùng Tịch Diệt kiếp. Đột nhiên nghe tiếng trống vang lên đít tai, vũ trụ ma giới còn sót lại chấn động. Tịch Diệt đạo nhân đi hướng Giang Nam cùng Đế Lân, chân đạp xuống vũ trụ ma giới sẽ rung lên một lần, các ngôi sao nổ tung biến thành Tịch Diệt ma khí tăng mạnh kiếp uy.
Giang Nam cùng Đế Lân tách ra hai bên. Bên trong khánh vân của Đế Lân trôi nổi các loại tiên thiên linh bảo. Nhìn như khánh vân chỉ rộng 3 mẫu, thế nhưng ẩn giấu không gian vô lượng. Từng món tiên thiên linh bảo được kích hoạt, uy lực khủng bố hợp nhất lại. Đế Lân nguyên thần chứng đạo, đi đường khác với nguyên thủy đại đạo của Giang Nam, thế nhưng có điểm giống nhau. Thống nhất 3.000 đại đạo thành một đại đạo, uy lực hợp nhất một thời gian ngắn. Uy lực 3.000 tiên thiên linh bảo hợp nhất thì khủng bố, kinh khủng biết mấy. Ở bên kia Giang Nam phất tay, nguyên thủy đại đạo bay ra biến thành nguyên thủy đại la bảo kiếm. Tuy không phải tiên thiên chí bảo, thế nhưng uy lực không tầm thường, mạnh hơn tiên thiên chí bảo rất nhiều. Tốc độ của Giang Nam cùng Đế Lân càng lúc càng nhanh. Mỗi lần đạp vào một bước là thân thể hai người to lên rất nhiều lần. Chỉ vài bước chân, Giang Nam cùng Đế Lân đã lao vào sâu trong tịch diệt kiếp. Tịch diệt đạo nhân cũng không ngừng chứng to ra, càng nhiều tịch diệt linh quang nhập vào người gã. Ba người như ba người khổng lồ đỉnh thiên lập địa va chạm mạnh. Tịch diệt đạo nhân đánh một đấm vào Giang Nam, trong chớp mắt tịch diệt kiếp hung dữ hơn gấp mấy vạn lần. Kiếp quang, kiếp lôi, kiếp âm, ma nhãn, thiên hỏa trở nên dày đặc, phá hủy hết thảy đại đạo. Giang Nam cũng đâm ra một kiếm, cùng với nhất kiếm vừa rồi, vô số thời đại tách ra. Các loại tiên thiên đạo cảnh bộc phát quanh thân bảo kiếm. Từng tiên thiên đạo cảnh đại biểu tinh túy, tinh hoa của một thời đại đánh bật tịch diệt kiếp. Vũ trụ sinh sinh diệt diệt, đạo cảnh tịch diệt sau đó lại sinh ra, vô cùng vô tận. Tịch diệt kiếp không cách nào xâm nhập vào người Giang Nam được. Âm 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 âm. Nắm đấm của tịch diệt đạo nhân va chạm với kiếm quang. Nguyên thủy đại đạo biến thành kiếm quang, nghiền nát biến thành vô số linh quang. Tịch diệt đạo nhân há mồm phun ra một hơi. Vô số tịch diệt linh quang bay ra quấn quanh nguyên thủy đại đạo linh quang, rồi ăn mòn. Tịch diệt đạo nhân lại há miệng định nuốt nguyên thủy đại đạo của Giang Nam vào. Cùng lúc đó, lực phá hoại kinh khủng từ nắm đấm dễ dàng chấn nát tiên thiên lô bồng. Tất cả tiên thiên linh bảo, chí bảo trong lô bồng bị chấn vỡ, biến thành các đốm linh quang. Sau khi bị nghiền nát, lại một lô bồng bay lên, tiếp tục bị nghiền nát. Tiên thiên lô bồng thứ 3 bay lên, lại bị chấn nát. Mãi đến tiên thiên lô bồng thứ 4 bay lên, mới đánh tan uy lực của cú đấm của tịch diệt đạo nhân được. Người tịch diệt đạo nhân run rẩy, vô số tịch diệt linh quang rậm rạp bay ra khỏi người gã, vặn vẹo như rồng rắn, quấn chặt nguyên thủy đại đạo, vỡ ra thành linh quang, kéo vào cơ thể tịch diệt đạo nhân. Nguyên thủy đại đạo của Giang Nam tuy rất thần diệu, thế nhưng về cảnh giới lại kém một bậc, không thể đến cảnh giới đại viên mãn đạo quân. Độ mạnh của tịch diệt đạo nhân kém hơn tịch diệt đạo nhân sinh ra trong tịch diệt kiếp. Nếu bị tịch diệt đạo nhân nuốt thì có thể luyện hóa nguyên thủy đại đạo, suy yếu thực lực của Giang Nam. Hơn nữa, tiên thiên lô bồng không cường đại siêu phàm, lô bồng có thể sinh sôi tạo hóa vô cùng vô tận, chủ yếu vẫn là nhờ vào nguyên thủy đại đạo. Tính chất đặc biệt gần như không thể xóa tan của nguyên thủy đại đạo giúp cho lô bồng bị đánh nát thì đại đạo ngưng tụ rồi lại hóa thành một lô bồng mới. Nếu như tịch diệt đạo nhân nuốt nguyên thủy đại đạo, lực phòng ngự của tiên thiên lô bồng cũng nhỏ dần, cuối cùng lô bồng liên tục bị nghiền nát, lực phòng ngự tụt xuống đến khi nào không phòng ngự được nữa. Giang Nam quát lớn, nguyên thủy đại đạo bám lấy tịch diệt linh quang kéo vào người mình. Thế nhưng Giang Nam không giành lại tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt đạo nhân há to mồm, cơ thể phát ra tiếng nổ thùng thùng như tận thế kiếp âm, chấn Giang Nam khí huyết sôi trào. Nguyên thủy đại đạo mất kiểm soát, tịch diệt đạo nhân há mồm nuốt vào trong bụng. Khánh vân của Đế Lân lao đến, 3.000 tiên thiên linh bảo chấn động, lực lượng thống nhất đánh vào người tịch diệt đạo nhân. Cùng lúc đó, nguyên thủy đại la thiên ở tiên giới xa xôi cũng chấn động. Một luồng kiếm quang vô cùng huyễn lệ bay ra khỏi nguyên thủy đại la thiên, biến mất ở trong không trung. Giây lát sau, kiếm quang như vượt qua muôn vàn thời không xuất hiện sau đầu tịch diệt đạo nhân, đâm vào não gã. Cùng lúc đó, thế giới thụ làm bạn với hồng mông thanh liên cũng tạo ra đất lành bỗng dao động. Vô số rễ cây cành lá múa may, cành quét một cái, uy lực xé rách thời không mạnh mẽ công kích tới. Âm 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 âm. Uy lực thế giới thụ quét ngực tịch diệt đạo nhân, đánh tan tịch diệt linh quang bay đầy trời. Muốn lấy đi nguyên thủy đại đạo của ta sao? Không dễ như vậy đâu, đạo hữu à. Giang Nam cười lớn, nguyên thủy đại đạo bị tịch diệt đạo nhân cắn nuốt, rạch thủng ngực gã, bay ra vọt vào người Giang Nam. Trong Giang Nam xen lẫn hằng hà sa tịch diệt linh quang, hai loại linh quang khác nhau đấu đá,
muốn chấn áp đối phương. Giang Nam vừa thu nguyên thủy đại đạo về, chợt cảm nhận tịch diệt linh quang không ngừng công kích mình, pháp lực khó vận chuyển. Tịch diệt linh quang này cực kỳ cao cấp, dù gì cũng là do tịch diệt kiếp cuối cùng sơ cấp biến ra. Giang Nam có nguyên thủy đại đạo, thế nhưng rất khó luyện hóa nó. Đánh nhau với tịch diệt đạo nhân, nếu pháp lực hơi trục trặc một chút là sẽ bị đánh nát ngay. Nguyên thủy đại la thiên ở tiên giới xa xôi ầm ầm chấn động, lại một kiếm quang bay ra. Kiếm quang này không bắn hướng tịch diệt đạo nhân mà chém vào người Giang Nam, dễ dàng đánh nát tịch diệt linh quang. Giang Nam vận chuyển nguyên thủy đại đạo, luyện hóa hết tịch diệt linh quang, biến thành một phần của nguyên thủy đại đạo, tu vi tăng vọt một mảng lớn. Tịch diệt đạo nhân giống to, gào. Cơ thể tịch diệt đạo nhân dữ tợn, một cánh tay dài hẹp chui ra từ dưới nách, mái tóc đen dài biến ra thành các xúc tu. Trong lỗ chân lông trên da có các xúc tu vừa thô vừa to cũng chui ra. Giang Nam thấy cảnh này giật mình kêu lớn. Lúc trước tịch diệt đạo hữu còn biết nói đùa, tuy đáng ghét một chút thì nhưng trong đó có chút đáng yêu. Bộ dáng bây giờ thì không đáng yêu chút nào nữa rồi. Đế Lân bực bội nói, Thiên Tôn, vào lúc này rồi, làm ơn đừng đánh giá mặt mũi của hắn được không? Từng xúc tu cánh tay của tịch diệt đạo nhân lúc bấy giờ xuyên qua hư không, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh thế giới thụ cùng đại la thiên ở tiên giới. Vô số xúc tu mấp máy, các bàn tay vươn ra chộp nguyên thủy đại la thiên cùng thế giới thụ. Âm âm âm. Trong đại la thiên, đám người vạn vật đạo tổ, hồng đạo nhân, quân đạo nhân kinh hoàng nhìn cảnh tượng đó. Trời vỡ nát, vô số bàn tay và xúc tu chộp đại la thiên. Còn bên dưới thế giới thụ, đám đạo quân đạo tôn, cản nguyên đạo tôn, thái nhất đạo tôn, phục xá giáo chủ kinh hoàng ngơ ngác nhìn xúc tu và các bàn tay đột nhiên xuất hiện. Trong tiên giới chỉ có mấy thánh địa không bị hơi thở tịch diệt ảnh hưởng. Giờ phút này thánh địa như thế cũng sắp rơi vào tận thế. Vạn vật đạo tổ quát lớn, mau mau lên, hãy vận chuyển nguyên thủy đại la thiên đi. Mọi người lấy lại tinh thần, vô số đại đạo sôi trào, linh quang bay múa ùa vào trong nguyên thủy đại la thiên. Các bàn tay của tịch diệt đạo nhân chộp tới, vô số xúc tu quấn đại la thiên, muốn kéo nguyên thủy đại la thiên và các sinh linh bên trong vào tịch diệt kiếp ở vũ trụ ma giới. Lúc này một chiếc kim thuyền xuất hiện, như ánh sáng quay quanh nguyên thủy đại la thiên từng vòng rồi lại từng vòng. Nguyên mẫu thiên tôn đứng ở đầu thuyền song song với thiên phi đạo tôn. Hai nữ nhân vận chuyển nguyên giới kim thuyền, những nơi đi qua các xúc tu bị thuyền vàng đụng gãy. Đám người vạn vật đạo tổ sử dụng đại la thiên, các kiếm quang từ nguyên thủy đại la thiên bắn thẳng lên trời, liên tục mà chém. Các xúc tu rơi như mưa đáp xuống đất, biến thành các tịch diệt kiếp muốn ô nhiễm thánh địa này. Nguyên thủy đại la thiên chấn động, các tịch diệt kiếp mới hình thành đã bị luyện hóa ngay, không gây ra ảnh hưởng gì. Chỉ có mấy bàn tay to vươn tới là nguyên giới kim thuyền không đụng gãy được, ngược lại thuyền nứt dạn. Lúc này dưới thế giới thụ, bàn tay và xúc tu của tịch diệt đạo nhân như mưa xuyên qua thế giới thụ. Hồng mông thanh liên phát ra màn sáng, cuốn lấy gốc thần thụ định bứng lên. Đám người cản nguyên đạo tôn, thái nhất đạo tôn giật mình tỉnh lại, vận chuyển thế giới thụ cùng thanh liên tiên tôn. Hai báu vật này là báu vật nguyên thủy, uy lực mạnh hơn nguyên giới kim thuyền của nguyên mẫu tiên tôn rất nhiều. Hơn nữa, số lượng đạo quân đạo tôn phe thanh liên tiên tôn nhiều hơn nguyên thủy đại la thiên. Thoáng chốc, các xúc tu đã bị chặt đứt. Thế nhưng bọn họ không đấu lại các bàn tay vươn đến, chúng nó chộp thế giới thụ định bứng đi. Không chỉ thế, xúc tu rơi vào thánh địa tự biến thành tịch diệt kiếp khủng bố, có sức uy hiếp với cả các đạo quân. Sao? Chẳng lẽ tịch diệt đạo nhân đã chết rồi sao? Sao lại có đại đạo tịch diệt kinh người như vậy đây?